Hello, xin chào mọi người, lại là Lê Bống Review Phim đây. Hôm nay Bống sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay, bộ phim Xin Phép Được Bắt Đầu. Anh ấy là người không dễ dây vào nhất ở Ấn Độ. Khi nhìn thấy một băng nhóm đang bắt nạt người dân vô tội, khiến giao thông ùn tắc, nhưng không có ai dám lên tiếng, người đàn ông vô cùng tức giận, liền điên cuồng bấm còi, thậm chí còn đứng lên dùng chân ấn. Tiếng còi điếc tai khiến tên cầm đầu rất không vui, bởi vì từ trước đến nay không có ai dám khiêu khích hắn như vậy. Người đàn ông còn lên tiếng nói, đây là đường của bố mày mở à, mau cút đi cho ông. Tên cầm đầu nghe vậy thì vô cùng tức giận, người đàn ông vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm, tiếp tục nhấn còi inh ỏi. Một tên đàn em đi về phía anh nói, mày không thấy tất cả mọi người đều im miệng sao, mày sủa cái gì ở đây, người bên trong mày không động vào được đâu, anh ta là con trai của cha la đấy. Miệng thở ra khói, vô cùng thô bạo, bước về phía trước đầy nghênh ngang, khí thế hút xì gà này khiến mọi người bỗng kinh sợ, hai tên khác lao lên giữ chân anh từ phía sau. Tên cầm đầu ra tay, người đàn ông bị đánh bay xa tận 10 mét, cửa kính bị vỡ vụn, thật sự khủng khiếp, đến lúc phải thể hiện bản lĩnh thực thụ của mình rồi. Cuộc đi săn bắt đầu. Giải quyết đám giang hồ này đối với anh là điều quá dễ dàng. Anh lớn tiếng bảo hắn mau lái xe cút đi, sau đó anh ra xe mình và trở về nhà. Điều này khiến người bạn kinh hồn. Anh ấy tên là Surya, một đặc công xuất sắc, có thể sử dụng một tay để trồng cây chuối. Là một đặc công ưu tú trong quân đội, anh được mọi người ngưỡng mộ và hết sức yêu quý. Anh tham gia mọi chiến trường, dù có sự mất mát hy sinh, nhưng niềm vui khi giải cứu được những em nhỏ khiến cho anh ngày càng phải nỗ lực trong tập luyện để ngày càng dũng mãnh. Bất khả chiến bại để có thể giúp đỡ được những người yếu thế hơn anh hàng vạn lần. Mọi khổ cực, mọi gian khổ anh có thể chịu đựng được hết vì một mong muốn đất nước được hòa bình. Là một chiến thần đối đầu với vạn tên địch, anh vô cùng ghét kẻ ác, từng đột nhập vào nhà giam một mình. Bắn vào đầu một tên gián điệp, bởi vì không nhận được mệnh lệnh mà tự mình giải quyết phạm nhân nên đã bị cấp trên đuổi khỏi quân đội. Vì không muốn Surya bị đổi lên đại tá đã xin cấp trên không đuổi anh, nhưng cấp trên có điều kiện. Đó chính là không được phép nổi cơn tức giận trong vòng 21 ngày. Surya rất yêu ngành quân nhân mình làm, để tiếp tục phục vụ cho Tổ quốc, anh đồng ý với điều kiện đó. Để bản thân không tức giận, anh bắt đầu chơi với âm nhạc, nhưng tình cờ gặp được cô gái xinh đẹp Lasa. Hai người vừa gặp đã yêu, chẳng bao lâu đã rơi vào biển tình, trải qua cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc. Khi hai người yêu nhau đến điên dại thì tên cầm đầu lại đi mách bố chuyện mình bị đánh. Cha Lan nghe xong thì không nhịn được nữa, ông ta có thù ác báo, ông ta sai người đi gây chuyện bạo động, cả thành phố rơi vào sự sợ hãi tột độ. Surya thấy vậy chỉ có thể âm thầm rời đi. Anh không thể để bản thân tức giận, chỉ đành lái xe quay về nhà. Nhưng đúng lúc này, em gái của anh bị bệnh, cần có thuốc đến viện chữa trị. Nhưng lúc này bên ngoài đang có bạo loạn không thể nào đi mua thuốc được. Surya lấy đơn thuốc, bảo cứ giao cho anh. Anh đi qua con đường hỗn loạn, nhìn thấy một đám lưu manh ngồi ở đó. Anh vẫn nhịn được, không tức giận, anh đến tiệm thuốc lấy thuốc. Lúc chuẩn bị quay về thì bị một tên gọi lại. Hỏi tay anh cầm cái gì đấy, Surya không nói gì, tên đó liền ra sức gỡ tay anh ra, cầm thuốc trong tay anh, ném xuống đất rồi giẫm nát. Cơn tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm, nhưng cuối cùng anh vẫn không ra tay. Tên đó hống hách nói, trước khi tao đếm đến 10, mày phải biến mất ngay cho tao. 1, 2, 3, tao vẫn nhìn thấy mày. 4, 5. Lần này anh đã kiềm được ngọn lửa trong lòng. Về đến nhà, anh lấy thuốc từ trong túi áo ra, thì ra anh đã mang thừa thêm một ống. Từ hôm đó, anh biến thành người vô cùng trầm tính. Anh tham gia lớp ngồi thiền, nhưng trông anh cứ ngơ ngơ thế nào đĩ. Xong rồi anh lại tham gia thể dục ngoài trời, cứ nhảy chồm chồm như lũ thiểu năng vậy. Mà đặc biệt anh còn mua cả tượng Phật về để tu cho tịnh tâm, ăn rau cho nó heo thì. Gặp chuyện bất bình cũng không tức giận nữa, chọn cách quan sát và bỏ chạy. Đám phản động còn lên mặt, nhờ anh mua hộ chai bia, còn đưa con gái đến nhà anh qua đêm, sai anh trông coi ở bên ngoài. Bọn chúng thấy bắt nạt được anh, đổi xe Việt dã mà Surya yêu thích thành xe mô tô.
anh cũng chỉ có thể âm thầm chấp nhận tất cả, xoay gương xe ra hướng khác, bởi vì anh không muốn nhìn bản thân mình trong gương, sau đó rời đi. 21 ngày sắp trôi qua, thì cái sự ra đi bất ngờ của cựu chiến binh đã phá vỡ cuộc sống yên bình của anh, vì khi xảy ra vụ án, Surya đã có mặt tại hiện trường. Bố của cựu chiến binh hỏi anh đã nhìn thấy gì, rốt cục là ai đã hại con trai của ông, anh do dự lắc đầu, nói không nhìn thấy. Vào mấy hôm trước, cựu chiến binh từ chối yêu cầu trưng dụng đất của Cha La, nào ngờ lại bị ám sát, lại còn bị vu khống là kẻ phản quốc, khiến người nhà của cựu chiến binh vô cùng đau lòng. Còn Surya đã trở thành người thỏa hiệp với ước mơ, hoàn toàn buông bỏ tính cách của mình. Chẳng nhẽ đây là điều anh muốn sao, mặc dù thách đấu thành công, nhưng anh lại buông bỏ ước mơ đi theo quân đội một lần nữa. Anh lớn tiếng nói, nếu để thực hiện ước mơ mà phải thay đổi bản thân mình, vậy thì không cần nữa, tôi muốn quay trở về bản thân tôi. Tôi cảm thấy rất cô đơn, trong một khoảng thời gian, người bạn thân nhất của tôi đã không còn ở trong tôi nữa. Ước mơ của tôi là không phải bước qua những cái xác. Mặc dù những người đang đấu tranh vì mạng sống của họ trước mắt tôi, Surya cảm thấy nghẹn lòng. Lý trí của tôi muốn nói ra những lời này. Không, tôi không muốn công việc này nếu tôi phải thay đổi làm một người khác. Một con người mà tôi không hề thích, bây giờ tôi không nghĩ về giấc mơ của tôi nữa. Dù phải đi ăn gà, tôi vẫn muốn sống đúng bản chất con người của tôi. Mọi người vỗ tay cho anh, vì anh dám đứng lên, sống đúng với con người thật của anh. Nói xong thì rời khỏi hội trường, xoay lại gương xe, chiến thần Surya đã quay trở lại. Để chúc mừng chiến thần trở về đúng với con người thật của mình, thì lên nhạc cho anh nhảy nào. తన్నిను చూసి నాలో ఆకలి పుట్టా కట్టుకుంటానే నీ మెళ్ళో chuyển cảnh. Sau đó, anh lái xe đến nhà của cựu chiến binh, đúng lúc đàn em của Cha La đứng giữa nhà họ, bọn này vứt hết đồ ra ngoài, một tên hay bắt nạt anh còn cười đều anh, chắc hắn nghĩ anh chả có vẹo gì. Tên cầm đầu còn trêu chọc con gái của cựu chiến binh. Một tên đàn em bước đến nói, may là thằng nào, rồi bỗng nhiên bị anh xoay cổ tay. Và thế là chiến thần đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đám đàn em sợ hãi, người này vậy mà có thể ra tay như vậy. Cả đám bị dọa sợ chạy khắp tứ phía, mỗi thằng một đạp một đấm là vào khoa chỉnh hình luôn. Bọn này bị đánh cho nhì xương luôn, anh cũng không có ý nghĩ là tha cho thằng nào cả. Anh phải cho bọn này đi ngắm gà khỏa thân hết. Tên cầm đầu tái không còn giọt máu, bám chặt lên thành xe, xin cứu mạng. Đúng lúc này, Surya lái máy cày chặn đường bọn chúng, tất cả mọi người đều bỏ chạy. Một tên đàn em bị nhốt bên trong xe, hắn nín thở nằm xuống dưới ghế, định thử trốn xe. Nhưng chạy đâu con sâu, anh cho chiếc xe nổ tung. Sau đó anh chơi trò đuổi bắt đối với từng thằng. Trước vũ lực của Surya, tên Cha La đành phải bỏ qua mảnh đất đó. Tôi đã từng chém người, vì sao? Bởi vì tôi cảm thấy tức giận. Nhưng sự tức giận của 1 tỷ người, nó có thể cảm nhận thế nào thông qua một người? Tôi thích ăn muối một tí, ăn cay ăn mặt một tí. Đám thuộc hạ của Cha La lần lượt tấn công Surya. Anh thì cứ mỉm cười, vì bọn này chỉ là cỏ rác. Một tên thấy sức mạnh kinh khủng của anh thì khúm lúm ra rót nước cho anh. Chuẩn đấy, em trai không rót nước nhanh thì cứ liệu. Đã thế anh còn hiên ngang ra ghế nằm ngủ. Cha La nhìn cảnh này thì cay dái cầm dao bầu định ra chém anh. Nhưng hoan đã anh ơi, con trai anh vẫn đang bị hắn bắt. Phải thương lượng với hắn thui anh, Cha La đã bỏ đi hết lòng tự tôn. Để cầu xin Surya, hắn chấp nhận những gì mà anh mong muốn. Anh đứng dậy và bảo hắn trả lại Ấn Độ cho anh, trao nó cho anh. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã đồng ý, cũng trả lại sự trong sạch cho cựu chiến binh. Tính cách của anh cũng đã trở lại, cuối cùng cấp trên quyết định đặc cách cho Surya quay về quân đội. Anh cũng có thể tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người. Yeah, yeah, yeah.
người đó.